Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, ước 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố đã đạt gần 1.800.000 đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ cho đến thời điểm này đã thực hiện được 1.739.000.000 đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ và đạt hơn 86% so với kế hoạch năm 2022. Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước gần 1.400.000.000 đô la Mỹ, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 385.000.000 đô la Mỹ, tăng gần 24% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Cần Thơ đạt doanh thu cao là gạo, thủy sản, nông sản và nông sản thực phẩm chế biến, may mặc, sắt thép, các sản phẩm từ sắt thép, phân bón, hóa chất. Về nhập khẩu, 9 tháng qua đã thu về hơn 429.000.000 đô la Mỹ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ, đạt gần 86% so với kế hoạch. Các mặt hàng nhập khẩu bao gồm vải sợi các loại, nguyên liệu dệt may, nguyên liệu dược phẩm, thuốc trừ sâu và nông dược, sắt thép nguyên liệu, phân bón, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng và một số hàng hóa khác.